Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món chay nữa, là rất là đơn giản mà giàu dinh dưỡng, rẻ tiền, là một món đậu hũ xào giá. Và đây là đậu hũ mình đã chiên, đậu hũ tươi mình đã chiên cho giòn lên. Rồi đây là giá, và giá này là mình tự gói nhà nghe các bạn. Để lít sau mình sẽ hướng dẫn các bạn gói giá trong gia đình ăn. Rất là ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe, rất là dễ làm. Rồi mình cho chảo dầu nóng với hành vô, mình xào cho hành nó vàng lên. Rồi hành nó vàng lên rồi mình cho đậu hũ vào. Đậu hũ mình chiên giòn rất là ngon. Dạ, ở đây mình có một ít đậu hũ cộng chiên. Đậu hũ cộng và đậu hũ tươi. Mình nêm nếm nha các bạn. Một muỗng bột ngọt nhỏ. Một muỗng hạt nêm. Muỗng cà phê hạt nêm. Rồi mình sẽ cho giá vô. Giá mình gói nhà rất là ngon và bổ dưỡng, rất là tuyệt. Để cho hương vị của giá xào của mình nó tăng vị hấp dẫn lên, mình sẽ cho một ít hẹ. Hẹ rửa sạch mình cắt. Một chút xíu sa tế nữa nha. Ớt. Một chút xíu đường. Đường này rất là ít, mình chỉ dằn cái độ nó lại thôi. Thường xuyên thì mình không có để đường nhiều. Rồi, giờ đây là đậu hũ mình đã luộc xong. Mình muốn xào cùng với đậu hũ mình luộc. Khi đậu hũ mình luộc ở trong nước lâu, mình dặn lửa cho nhỏ khoảng 1 tiếng, 2 nửa tiếng gì đó, đậu hũ nó rất là ngon. Miếng đậu hũ nó sẽ rất là xốp. Đây mình sẽ tách miếng đậu hũ cho các bạn xem nha. Đây, miếng đậu hũ của mình đã luộc. Nó xốp như tổ ong vậy đó, rất là ngon. Rồi, tất cả những nguyên liệu này mình xào lên cho nó thấm gia vị. Bởi vì giá bây giờ người ta gói bán nhiều hơn hồi ngày xưa, thì cái tốc độ mà người ta muốn cho nó nhanh, người ta tưới phân thuốc đồ vô rất là nhiều, cho nên nó độc hại. Thì mình muốn ăn giá cho ngon thì mình chế biến trong gia đình. Tức là mình sẽ gói giá, mình gói giá với đậu xanh, với cho một loại trấu mà chụm lò đó. Mình lấy ra rồi mình rưới nước cho nó ướt lên. Mình chỉ sơ lược mình chỉ thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ cho cặn kẽ thì mình sẽ quay một cái video mà mình gói giá cho các bạn xem. Nó rất là đơn giản, dễ làm và dinh dưỡng cho một bữa ăn chay của gia đình của chúng ta. Nó vừa ngon vừa bổ dưỡng. Ở trong giá nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Trong một sức khỏe nào cũng khuyến cáo mọi người nên ăn rau củ quả
mà rau củ quả trong đó có một món giá xào cũng rất là tuyệt. Để nắp giá rất là dễ chín, mình không cần xào giá cho quá chín. Rồi như vậy là giá xào mình nó đã hoàn thành, nó đã chín rất là ngon. Mình cho ra đĩa nha các bạn. Wow, món giá xào của mình rất là ngon, giá xào chay, giá như đậu hũ, như hẹ. Một món ăn chay thuần khiết và bổ dưỡng, rất là bổ cho sức khỏe của những người ăn chay. Còn nữa lại là món giá mà mình gói, mình tự gói nhà, chứ mình không có mua. Cho nên cái chất dinh dưỡng ở trong giá này hoàn toàn là rất là cao, dành cho người ăn chay chúng ta. Và bất cứ ai cũng có thể ăn được. Ăn mặn hay ăn chay gì thì cái món giá xào này, đậu dưới đậu hũ này đều rất là bổ dưỡng. Mình gồm có đậu hũ tươi, đậu hũ chiên, đậu hũ cộng. Cho nên cái món giá xào của mình tuy rất là đơn giản nhưng mà nó phong phú chất dinh dưỡng lắm. Rất là ngon, rất là giàu dinh dưỡng, rất là tuyệt vời. Ồ rồi, món giá xào của mình đã xong, hoàn tất. Mâm cơm của mình ở đây giá xào, đậu hũ luộc, đậu hũ tươi, đậu hũ chiên, đậu hũ ki. Và đây là món đậu hũ luộc. Mời mọi người cùng thưởng thức một bữa cơm với giá xào đơn giản nhưng rất bổ dưỡng. Chúc các bạn thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, đỏ minh mẫn, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc. Chúc hòa bình trên thế giới. A Di Đà Phật.